một đối tượng tông thiệt mạng cảnh sát giao thông và hai người dân. Hai cựu cục trưởng đang kiểm nhận bao nhiêu tiền hối lộ? Vì sao E-Group từng bước sụp đổ, sát thủy vướng vòng lao lý? Vụ khách hàng gửi 58 tỷ đồng bỗng bốc hơi, ngân hàng MSB lên tiếng. Ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh, 47 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa về tội giết người. Thanh là đối tượng cầm lái chiếc xe bán tải, cố tình tông thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và hai người dân thiệt mạng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Thanh đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện, cố ý gây tai nạn. Bị cáo có nhiều tình tiết định khung của tội giết người mặc dù có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo không thể cải tạo nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để gian đe. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh tử hình, đồng thời bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại hơn 2,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng giữa tháng 4 năm 2023, một người đàn ông tại huyện Đức Hòa thuê Nguyễn Văn Thanh chở thuốc lá ngoại nhập lậu. Đối tượng Thanh đã nhận lời dù đang trong thời gian chờ đưa đi cải nghiện bắt buộc chiều 21 tháng 4 năm 2023, Lê Thành Nghĩa, 35 tuổi, là cháu ruột của Thanh, mang theo túi ni lông màu đen, nhờ Thanh trở đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và trả cho Thanh 4 triệu đồng tiền công. Trên đường đi, Nghĩa đề nghị Thanh dừng xe ven đường và lấy ma túy đá ra, rủ Thanh cùng sử dụng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang chở Nghĩa lưu thông trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Thanh phát hiện phía trước có đông phương tiện và có cảnh sát giao thông nên giảm tốc độ hạ cửa kính quan sát. Lúc này thiếu tá Nguyễn Xuân Hào cùng một cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn cách xe bán tải của Thanh khoảng 3 đến 4 m. Phía trước còn có một xe ba gác cùng hai xe máy đang chắn giữa đường. Do không có giấy phép lái xe lại vừa sử dụng chất cấm, sợ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Thanh đã đạp ga tông thẳng vào lực lượng chức năng cùng phương tiện người dân. Vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, 29 tuổi, và bà Phan Thị Kim Thanh 50 tuổi là hai người đi đường thiệt mạng. Chiếc xe của Thanh tiếp tục chạy được hơn 10 mét thì tông vào trụ đèn bị lật ngang. Cảnh sát sau đó phá cửa xe, khống chế Thanh và Nghĩa. Công an tỉnh Long An sau đó khởi tố, bắt giam Thanh để điều tra hành vi giết người. Bốn người khác cũng bị điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất cấm. Ngày 27 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành để làm rõ vụ việc liên quan một người qua đời bất thường sau khi lên trụ sở Công an huyện làm việc theo giấy triệu tập. Thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 3, Công an huyện Long Thành đã triệu tập anh VMD, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vì có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn. Đại úy Thương là người trực tiếp làm việc với anh Đê. Tuy nhiên, sau khi đến trụ sở công an làm việc, đến tối cùng ngày, gia đình đã được thông tin anh Đê mất tại bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Theo giấy báo tử của bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân thiệt mạng được xác định là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Ngày 26 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Theo đó, 254 bị can bị đề nghị truy tố theo 11 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản. Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, bị can Trần Kỳ Hình, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 và bị can Đặng Việt Hà, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022 là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của cục đăng kiểm theo sự phân công của Bộ Giao thông Vận tải, được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, khi phát hiện có sai phạm tiêu cực Ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà không chấn chỉnh xử lý mà vụ lợi cá nhân nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp các đơn vị đăng kiểm bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm, các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận tiền hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế. Bị can Trần Kỳ Hình bị đề nghị truy tố hai tội gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng số tiền là 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Đối với bị can Đặng Việt Hà Cơ quan điều tra làm rõ, khi phát hiện sai phạm, tiêu cực tại cục đăng kiểm đã không ngăn chặn còn tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm nhận được. Cơ quan điều tra xác định số tiền mà bị can Đặng Việt Hà nhận hối lộ hưởng lợi là gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022 là hơn 31 tỷ đồng. Số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 là hơn 7,6 tỷ đồng số tiền nhận hối lộ của năm trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Tổng số tiền nhận hối lộ mà bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỷ đồng, bị can Đặng Việt Hà bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ngoài ra trong vụ án còn có vai trò của bị can Nguyễn Vũ Hải, cục phó cục đăng kiểm Việt Nam, phụ trách hoạt động của phòng tàu sông, bị can này bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group vừa bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, nhiều nhà đầu tư tố giác ông Thủy lừa đảo thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần E-Group. Giai đoạn trước 2020, E-Group trả lãi đầy đủ, nhưng từ đầu năm 2020, công ty của Sắc Thủy bắt đầu chậm trả lãi nhà đầu tư với lý do họ gặp khó trong kinh doanh vì dịch COVID-19. Về sau, doanh nghiệp này im lặng. Chây y trả nợ các nhà đầu tư công ty của Sắc Thủy còn thất hẹn hoàn trả học phí tại các trung tâm Anh ngữ APAC Leader, mắt xích sương sống trong hệ sinh thái của E-Group. Năm 2013, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh cho rằng bị công ty cổ phần Anh ngữ APAC Leader chiếm đoạt tiền học phí khoảng 6 tỷ đồng. Trong đơn, họ cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại APAC Leader cho con, nhưng các cháu không được học vì trung tâm đã đóng cửa, đòi lại tiền thì không được. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, từ cuối năm 2022 đến nay, APAC Leader bị nhiều phụ huynh tại một số tỉnh thành khác khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, ôm tiền bỏ rơi khách hàng và yêu cầu hoàn trả học phí. Nhiều phụ huynh đóng học phí cả năm học với hàng chục triệu đồng, nhưng con mới chỉ học một tháng, trung tâm đã đóng cửa. Hàng loạt trung tâm Anh ngữ Park Leader trên cả nước đã phải đóng cửa. Công ty của sắc thủy rơi vào đỉnh khủng hoảng. Riêng các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Thủy nói gặp khó khăn đặc biệt do phụ huynh không đồng ý cho con tiếp tục theo học, bảo vây đòi học phí. Thực tế, hệ sinh thái e-group bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. Với sân sống là Apex Leader, e-group dựa vào nguồn vốn huy động từ nhà đầu tư để mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học, rồi lấn sân sang các mảng chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và đầu tư tài chính. Trước năm 2019, chuỗi e Apex Leader liên tục mở mới mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam. Vào cuối năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thủy thừa nhận hệ sinh thái gặp khó khăn, bất lợi trên nhiều mặt, lớn nhất là dòng tiền. Còn trong cuộc họp nhà đầu tư đầu tháng 8 năm 2013, Chủ tịch e -Group lại cho rằng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến khủng hoảng do mô hình kinh doanh tăng trưởng nhanh bằng vay nợ. Nhưng nhiều nhà đầu tư lại có ý kiến khác. Họ nghi vấn e -Group và ông Nguyễn Ngọc Thủy dùng vốn kêu gọi để rót vào các hoạt động đầu tư chứng khoán, tiền số, bất động sản thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi. Về bất động sản, Apex Holding từng có kế hoạch rót 300 tỷ đồng hợp tác đầu tư khu du lịch Hồng Quang Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu vào năm 2022. Theo lời ông Thủy, doanh nghiệp này hợp tác thành lập công ty hạ tầng giáo dục, mua các trường liên cấp, mua đất để xây dựng khu trải nghiệm và nghỉ dưỡng liên quan giáo dục, tức bản chất là đầu tư bất động sản phục vụ cho giáo dục. Dù vậy, hệ lụy của việc một công ty phát triển bằng đòn bẩy tài chính là không có khả năng trả nợ nhà đầu tư, thất hẹn hoàn học phí. E Group còn khất lương, bảo hiểm xã hội người lao động suốt 5 năm qua. Hàng loạt nhân viên chọn cách nghỉ việc, trong đó có nhiều giáo viên nước ngoài. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến hết tháng 2, APEC Leader nợ hơn 62,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, y tế và tai nạn với lao động trong nước, nước ngoài. Tình chung, hệ sinh thái gồm CMS, iGarten, eGroup, eGame và English Now nợ bảo hiểm gần 104 tỷ đồng. Liên quan vụ việc một khách hàng tại Hà Nội đã bất ngờ nhận thông báo số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, MSB, biến mất. Chiều ngày 26 tháng 3, MSB đã gửi thông tin cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSV. Ngân hàng này cho hay đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Phía ngân hàng thông tin, vụ việc đã được công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu. MSB khẳng định tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Ngân hàng này cũng có một số lưu ý tới các khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính. Cụ thể, khách chỉ ký xác nhận trên mẫu hợp đồng mở tài khoản, mở thẻ khi thể hiện đầy đủ, chính xác thông tin của chính mình, căn cước công dân, số điện thoại, thư điện tử. Khách hàng đồng thời kích hoạt, quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình, không cung cấp các thông tin về tài khoản, nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản. Trước đó ngày 12 tháng 10 năm 2023, một khách hàng đến chi nhánh MSB tại Hà Nội yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tháng 3 năm 2021 đã phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng. Chưa hết, trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do vị khách này yêu cầu hoặc thực hiện. Đặc biệt, vị khách cho rằng gần nửa năm trôi qua, phía MSB chưa trực tiếp trả lời lý do vì sao khoản tiền biến mất. Khách hàng cho rằng khách gửi tiền khi xảy ra sự cố, ngân hàng phải có trách nhiệm chứ không thể để sự việc kéo dài gây tổn hại tinh thần, sức khỏe, kinh tế cho khách hàng. Bộ Công an vừa có nội dung trả lời người dân về việc trong quá trình xe vi phạm giao thông bị tạm giữ nhưng xảy ra hư hỏng phương tiện, khi đó người vi phạm hay cơ quan chức năng sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo Bộ Công an, nghị định số 138 2021 NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính đã quy định về việc này. Cụ thể, khoản 2 điều 3 nêu rõ các tăng vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải được bảo đảm tính nguyên vẹn, không tính đến phần giảm giá thiệt hại do các nguyên nhân khách quan như thời tiết, độ ẩm, hao mòn theo thời gian và các nguyên nhân khác. Ngoài ra, khoản 3 điều 9 nêu người quản lý bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, có trách nhiệm trực tiếp quản lý bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, trường hợp tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định, đánh cháo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quy định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Do đó, Bộ Công an khẳng định khi gặp tình trạng nêu trên, chủ phương tiện cần liên hệ với cơ quan ra quyết định tạm giữ xe để được giải quyết. Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam có đề xuất về sửa đổi quy định tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm. Theo nội dung thông báo số 71 TBVPCP ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam giải thích về đề xuất hiện nay cả nước có hàng triệu phương tiện giao thông, ô tô, mô tô, xe gắn máy bị tạm giữ do người điều khiển vi phạm. Thống kê giai đoạn 2013-2019 đã có hơn 4,3 triệu xe ô tô gắn máy bị tạm giữ. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2023, công an đã giữ 528.461 phương tiện các loại. Hiệp hội này dẫn chứng điều này dẫn đến tình trạng quá tải tại các cơ sở tạm giữ xe thuộc quản lý của lực lượng cảnh sát giao thông. Hiệp hội cũng nêu ra tại các thành phố lớn, quỹ đất hạn chế, các bãi tạm giữ xe liên tục quá tải, nhiều bãi tạm giữ phương tiện vi phạm không đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, phương tiện bị hư hỏng do mưa nắng thậm chí tại một số bãi tạm giữ xe vi phạm đã xảy ra tình trạng cháy nổ gây thiệt hại lớn về tài sản. Việc đầu tư duy trì các cơ sở tạm giữ xe vi phạm cũng gây tốn kém ngân sách. Theo hiệp hội này, từ năm 2023, sau khi lực lượng cảnh sát giao thông triển khai đo nồng độ cồn, số phương tiện vi phạm tăng đột biến gây áp lực nặng nề đối với các kho bãi tạm giữ xe. Một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phạt tiền lớn, nhiều hơn giá trị của xe nên nhiều người đã bỏ xe dẫn đến các phương tiện vi phạm bị đưa vào kho tạm giữ ngày càng tăng. Bên cạnh đó, thủ tục để bán, đấu giá các loại tài sản vi phạm rất phức tạp, cần nhiều thời gian nên hầu như các kho bãi tạm giữ xe chỉ tăng chứ không giảm về số lượng. Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam kiến nghị, do đó trừ các phương tiện là tăng vật trong các vụ án hình sự hoặc các trường hợp người vi phạm lỗi nặng, nên nghiên cứu sửa đổi bỏ tạm giữ phương tiện trong một số trường hợp lỗi nhẹ, có thể tăng tiền phạt thay cho việc tạm giữ phương tiện hiệp hội này cũng phân tích thêm người vi phạm đã bị tạm giữ giấy phép lái xe nên bị tước quyền điều khiển phương tiện giao thông nên việc tạm giữ phương tiện không thực sự cần thiết qua đó hạn chế số lượng xe bị tạm giữ giảm bớt áp lực cho cơ quan quản lý tiết kiệm quỹ đất ngân sách nhà nước